Rotana, nghe tôi nói đã. Tôi không muốn nữa, Rotana. Minu, cô của tôi đến đây để gặp Rana phải không? Minu, cô nói dối tôi rồi phải không? Hai người có thể nghe tôi nói được không? Mẹ tôi luôn nói rằng tình bạn nên được giữ gìn như tình bạn của những đứa trẻ vậy. Chúng có thể đánh nhau vào buổi sáng, nhưng sẽ chơi với nhau bình thường vào buổi chiều. Và chúng vẫn là bạn bè thân thiết của nhau. Và khi lũ trẻ lớn lên, chúng thường trở nên khó tính hơn với nhau, kể cả với những lỗi rất nhỏ. Savitra vẫn chưa đến đây chứ? Chúng ta thậm chí còn không xin lỗi nhau và cũng không muốn nhìn thấy mặt nhau nữa. Hai người có hiểu tôi nói gì không? Hai người có thể tranh cãi với nhau chuyện đó không sao cả, nhưng mà giờ hãy nói chuyện với nhau đi để giải quyết vấn đề. Mọi chuyện chỉ có thể giải quyết khi chúng ta ngồi xuống nói chuyện chứ. Thật tuyệt vời, Kubindu, những lời nói của cô làm tôi rất xúc động. Bây giờ hai người hãy ôm nhau làm quà đi, tôi có thể xin một tấm hình được không? Thế nào, cô Minu, thực ra thì tôi mới là người cần xin lỗi tất cả mọi người đang ở đây. Tôi chính là nguyên nhân gây ra hiểu lầm cho tất cả những chuyện này. Bác Lương và Vicky, hai người đã giúp đỡ tôi. Họ là những người đã đánh cắp hai dạng sumi Konshike. Nó là lý do tại sao những tên làm việc cho Suke đã gọi điện thoại và đe dọa cô Mekna. Vậy đó là lý do người của hắn đánh tôi. Khi tôi tới Babylon và Whiskey để xin là số tiền đó, họ đã từ chối tôi. Dạ rồi, rồi em đã hỏi vay tiền của Viray phải không? Ôi, thần linh ơi, vui điếc. Cậu không thể giữ bí mật được sao? Cậu đang làm mọi thứ rối tung lên cả rồi. Vậy thì tôi nên làm gì đây? Cậu Viray, chẳng lẽ tôi nên để cậu vào tù? Ít nhất tôi sẽ thoát được cơn thịnh nộ từ chị gái của anh. Em đã mượn tiền của Viray và anh ta đã lấy trộm từ văn phòng của công ty. Nhà công ty đã định giao anh ta cho cảnh sát xử lý. Hãy cảm ơn sự may mắn và ông Rush đã ngăn tôi lại. Nếu không thì ông Rush là một người đàn ông tuyệt vời. Ông ấy luôn biết cách xử lý mọi thứ. Kunis, chị không ngờ được là em làm những chuyện này. Tại sao em có thể làm vậy chứ? Và mỗi lần em nghe ra những chuyện như vậy thì chị sẽ nói chuyện này với em sao? Viray, tôi rất xin lỗi. Cậu đã phải đối mặt với nhiều rắc rối về chuyện này vì tôi đã nghi ngờ cậu. Tôi sẽ đi trả lại xin tiền cho ông Rush. Ông Rush không gọi cho cô sao? Không có. Alo, nhân thư ngài. Cái gì? Anh ta đã trả lại toàn một số tiền cho công ty sao? Tôi biết rồi, cảm ơn ngài. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi sẽ kể chuyện này cho mọi người nghe sau. Giờ thì hoàn thành việc này trước đã. Sau đó tôi sẽ kể cho mọi người biết chi tiết câu chuyện như thế nào. Bây giờ tôi hiểu mọi chuyện rồi. Hai người bạn của Bonit đã gây rối và sau đó đã phản bội Bonit. Và Viray đã lấy trộm số tiền của công ty để giúp Bonit trở lại. Tôi nói đúng không? Nhưng làm thế nào trong thời gian ngắn anh có số tiền lớn vậy chứ? Tôi sẽ nói với cô sau chuyện này mà. Tôi sẽ phải nghĩ cách để xoay sở đủ số tiền, nếu không cô sẽ tống tôi vào tù. Rotada, sẽ chẳng có ích lợi gì nếu chúng ta cứ tranh cãi mãi về chuyện này. Tôi xin lỗi, hãy kết thúc chuyện này ở đây thôi. Kobenda, tại sao cô xin lỗi chứ? Tôi mới là người xin lỗi đi. Tôi thật sự xin lỗi vì những gì tôi đã nói với cô. Nhưng tôi thật sự không biết chuyện gì cả.
Mọi thứ bây giờ thật hỗn loạn rồi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người Rai sẽ kể chuyện tôi nghe và sơ đồ giải thích chi tiết. Được rồi, giờ mọi chuyện được kết thúc tốt đẹp rồi. Tôi nói đúng không nào? Adaba, đúng vậy Bidu. Mọi người sẽ cảm thấy rất vui khi được nhìn thấy hai người này làm quà với nhau. Đúng, nhưng chỉ xin lỗi là không đủ. Hai người hãy ôm lấy nhau đi. Nè, có cả tôi nữa chứ. Bây giờ cháu hãy di chuyển đồng xu này. Vậy thì cháu có thể đánh bại đồng xu của Bindu. Bây giờ mọi thứ đều tốt đẹp rồi. Nhìn kìa, em đã giật mình gì đó. Minda. Dân, Bindu rất tốt bụng. Thật tốt khi chúng ta đã đến đây. Đúng vậy, Bindu thật sự rất tốt. Cô ấy đã làm tất cả mọi cách để giúp em và Ratana gặp nhau và hóa giải mọi hiểu lầm. Làm gì có mấy ai làm tất cả những chuyện này. Cô ấy luôn giúp đỡ những người khác nữa. Dạy đến tương hôn của tôi đã chấp nhận một chuyện, rằng Alma chỉ là một người bạn tốt của tôi. Tôi sẽ ngủ rất ngon, còn anh ấy sẽ là người chẳng thể ngủ ngon được. Anh cũng thấy điều đó ở cô ấy đúng không? Chắc em không cần phải nói ra đâu hả? Em là kiểu người mạnh mẽ, nhưng dù sao thì đi nữa Bidu đang trải qua những chuyện này. Nếu em ở trong hoàn cảnh cô ấy, em không biết phải làm gì nữa. Cô ấy thật sự là một cô gái mạnh mẽ từ tận bên trong. Cô ấy đã tạo ra một thế giới riêng trong tâm trí. Và cô ấy biết rằng thế giới đó sẽ không có thật ở ngoài. Chồng của cô ấy, cuộc hôn nhân của cô ấy, hạnh phúc của cô ấy, tất cả chỉ là sự dối trá thôi. Cô ấy biết mọi chuyện. Cô ấy biết rằng chồng cô ấy yêu một người phụ nữ khác. Nhưng mỗi buổi sáng, cô ấy vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Em không biết làm thế nào để giúp đỡ cô ấy nữa. Cô y tá à, hôm nay bác sĩ Emma có đi làm sao? Cô có biết chuyện gì không? Thưa cô, hôm nay anh ấy xin nghỉ phép. Anh ấy gọi cho chúng tôi và nói vợ anh ấy đã tổ chức một bữa tiệc ở nhà hôm nay. Cho nên vợ của anh ta tổ chức tiệc ở nhà sao? Firas, tôi xin lỗi cậu nhé. Cậu đã phải gặp rắc rối vì em trai tôi. Tôi sẽ cố gắng trả lại toàn bộ số tiền đó cho sớm. Được rồi, không cần phải trả lại tiền đâu. Cô có thể trả nó sau cũng được mà. Firas, tại sao cậu lại không nói tôi biết sự thật vì cậu đã lấy trộm tiền để giúp Vũ Điết? Câu này thì cô phải hỏi chính bản thân mình. Hỏi câu này cho chính bạn. Vũ Điết đã kể tôi nghe mọi chuyện và giờ tôi giúp đỡ. Tại sao nấy không nói với cô? Cô nhìn đi, nhìn mọi người xem. Họ rất hạnh phúc, họ chia sẻ lẫn nhau. Họ không che giấu điều gì cả. Bất cứ điều gì mà không sợ hãi. Họ không che giấu điều gì cả. Thưa quý cô, ở đâu có sự sợ hãi thì người ta sẽ sợ nói ra sự thật. Chị, em đã nghĩ rằng chị sẽ rất giận em. Em đã không nói cho chị biết bất cứ chuyện gì bởi vì em sợ. Em sợ chị đúng không? Cô đi, chị hay mắng em
Không phải vì chị không muốn em sẽ không nói chuyện hay là chia sẻ những vấn đề khó khăn. Chị mắng em là vì chị muốn em tốt hơn. Cô đừng lo lắng gì nữa. Bây giờ tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh đấy. Tôi sẽ không để cho anh ấy làm chuyện gì sai lầm nữa đâu. Hãy nghe lời cậu ta. Những gì cậu ta vừa nói, là sẽ không để cho em làm sai lầm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà chính cậu ta sẽ làm cho mọi thứ sai đó. Cậu đã ăn trộm tiền từ văn phòng để đưa cho em trai tôi. Vậy mà giờ cậu nói là cậu sẽ ngăn cậu ấy không làm gì sai sao? Thì tôi có ý tốt mà. Thức ăn rất ngon, lũ trẻ rất thích, đúng vậy. Cô cần giúp gì không? Không cần. Chị đi nghỉ ngơi đi. Không được, tôi vẫn chưa làm gì cả mà. Chị cứ lên nhà nghỉ ngơi đi. Cô vừa rửa sạch chúng tôi rồi đó. Tôi sẽ lau khô chúng. Được rồi, cô Meda, để đó đi. Cô đã giúp tôi giải quyết chuyện này nhiều lắm rồi. Bây giờ hãy kể tôi nghe chuyện của cô đi. Chuyện gì? Ý tôi là chuyện đang xảy ra với bác sĩ Emma. Tình cảm của hai người có tiến triển gì không? Nó sẽ tiến xa hơn tới đâu được chứ, Meda? Nếu tôi biết điểm đến trong mối quan hệ của chúng tôi thì tôi có thể đã thử. Nhưng tình bạn của chúng ta đang tiến triển theo hướng gió. Gió có thể đi đến đâu, tôi sẽ đi theo đến đó. Minu à, tôi không hiểu những cuộc nói chuyện này. Cho tôi biết đi, cô không cảm thấy mệt mỏi khi suốt ngày phải diễn thế này sao? Cô chỉ muốn để duy trì tình bạn sao? Trong trái tim của cô có muốn vậy không? Cô có yêu bác sĩ em ba không? Có yêu không nào? Mina, tôi không biết tình yêu là gì, nhưng trong nền văn hóa của chúng ta được dạy từ lúc còn nhỏ rằng nếu ta cầu nguyện với thần Shiva, ta sẽ có được một người chồng tốt. Và sau đó, ta sẽ phải chăm sóc ngôi nhà của anh ấy, nấu ăn cho anh ấy, chăm sóc bố mẹ anh ấy. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta sẽ yêu một người đàn ông như vậy, người mà chúng ta thậm chí còn chưa từng gặp. Anh ấy là người thế nào, sống ở đâu, chúng ta không biết thông tin gì cả. Nhưng chúng ta vẫn... Anh ấy ở trong tâm trí chúng ta từ khi còn nhỏ. Bởi vì sau khi lớn lên chúng ta phải đến nhà anh ấy. Và chị biết đi, nhiều phụ nữ sau đám cưới sẽ biết anh ấy là ai. Và người chồng họ đang chờ đợi trong nhiều năm sẽ trông như thế nào? Đối với tôi, đó chính là tình yêu. Ngay khi tôi gặp anh Ma lần đầu tiên, thì niềm tin của tôi và điều đó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi tôi gặp ai đó lần đầu tiên, và ta cảm thấy như việc ta có thể chờ đợi anh ấy cả cuộc đời. Đó là tình yêu, có phải không? Có đúng không nào? Tôi đã cưới anh Ma, tin rằng đó là tình yêu. Dù sao đi nữa, cũng không có cô gái nào kết hôn mà nghĩ được rằng người chồng của cô ấy lại nói với cô ấy rằng tôi chỉ cưới cô vì áp lực từ phía gia đình của tôi. Tôi yêu người khác rồi. Rằng anh ta đang yêu người con gái khác. Dù sao anh Ma cũng là người tốt mà. Anh ấy đang phải chịu bất công. Khi ta yêu một ai đó thì ta nên yêu thương người đó, bất kể họ có yêu lại ta hay không. Có lẽ đây chính là
cái người ta gọi là tình yêu đích thực. Có phải không? Cô ấy mất trí rồi sao? Sao cô ấy có thể sống dị tha như vậy chứ? Cuộc sống của cô ấy đầy rẫy những chuyện rắc rối. Vậy mà cô ấy đang đau buồn cho người khác. Nhưng mà chuyện gì xảy ra, anh có biết video nói gì không? Hạnh phúc của cô ấy chính là làm cho bác sĩ Emma được hạnh phúc. Cô ấy đang với bác sĩ Emma, cưới người phụ nữ đó. Em không hiểu được, có nên trách móc bác sĩ Emma hay là video? Bình tĩnh nào, Menda. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Những người tốt bụng đang bị lợi dụng, em không hiểu được. Cô ấy không cảm thấy tức giận sao? Nếu cô ấy nghĩ cho tất cả mọi người, vậy ai sẽ nghĩ cho cô ấy? Chẳng phải em đang ở đây sao? Em đang nghĩ cho cô ấy. Anh nói đúng, em sẽ phải nghĩ cho Bình Dung. Cô ấy thực sự là Minh Điêu và cô bác sĩ Anh Ba. Cô ấy là một người bạn rất tốt của tôi. Đến đây nào Sachin. Này, mẹ các cháu đang gọi kìa. Chúng ta sẽ chơi một cuộc thi đấu vui cho mọi người được chứ? Tiến sĩ Anh Ba, Nishai và Minh Điêu đã nói dối chúng tôi để gọi tôi và Ratana đến đây. Và đó là một chuyện tốt. Nhưng vì họ đã nói dối, họ sẽ bị trừng phạt. Đúng. Swapra và Sachin sẽ hỏi cả hai người câu đố. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi đố vui. Và người thua cuộc sẽ phải đưa mọi người đi ăn tối. Ui. Nhưng tôi có lỗi gì chứ? Anh là chồng của Bindu, đó là lỗi của anh. Nếu cô chú muốn bỏ con voi vào trong tủ lạnh thì hai người sẽ phải làm bao nhiêu bước? Con voi hả? Trong tủ lạnh sao? Voi trong rừng mà, còn tủ lạnh thì ở nhà. Làm thế nào một con voi lớn như vậy sẽ... Tủ lạnh phải lớn bao nhiêu mới vừa chứ? Chú ơi, kích thước tủ lạnh như thế nào không quan trọng. Cho dù là ở nhà hay trong rừng rậm, chú chỉ cần trả lời bao nhiêu bước để cất một con voi vào trong tủ lạnh. Ta không biết. Cô trả lời nhé. Dân mở tủ lạnh để con voi vào bên trong và đóng tủ lạnh lại 3 bước. Phải không? Tuyệt lắm. Chị đi nghe điện thoại đó. Bây giờ đến câu hỏi tiếp theo. Được rồi. Bây giờ cần phải bỏ con hươu cao cổ vào tủ lạnh. Cho chàng biết cần làm bao nhiêu bước. Dân, Kangana, tôi ngay đây. Chào, Ratana, xin lỗi, tôi có làm phiền cô không? Không sao đâu. Cô đang ở bữa tiệc nào sao? Đúng vậy, chúng tôi đang tham gia bữa tiệc của Bindu. Câu hỏi này giống câu hỏi trước rồi, 3 bước. Câu trả lời sai. Tại sao chúng ta chỉ cần làm các bước tương tự trước đó? Mở tủ lạnh, đặt hưu dập và đóng tủ lạnh lại. Chú ơi, chú trả lời sai rồi. Cô trả lời được chứ, Dân? Có 4 bước, tại sao? Anh phải bỏ con voi ra bên ngoài trước, không phải sao? Và bây giờ thì tất cả chúng tôi đang lên kế hoạch làm cách nào để Bindu và chồng quấy đi ăn tối cùng nhau. Chuyện này thật thú vị phải không? Đúng là thú vị, thật lãng mạn làm sao. Họ cảm thấy thật ngại ngùng, tôi biết phải miêu tả với cô thế nào đây. À, mà cô có biết bác sĩ Emma Desai đúng không? Anh ấy làm việc ở bệnh viện của cô. Có một con sư tử ở trong rừng, nó sắp kết hôn và nó đã gửi lời mời đến mọi người. Mọi người đều đến dự đám cưới. Chỉ có một con vật không đến. Hãy trả lời cho tôi biết là con vật nào, tại sao vậy?
Chuyện này Tư Tưởng sắp kết hôn hả? Logic trong câu hỏi này là gì vậy? Bác sĩ Anh Ma đây không phải là một câu hỏi toán học để anh tìm kiếm lời giải bằng logic trong đó đâu. Đây chỉ là một câu đố mẹo, ngay cả tôi cũng biết câu trả lời mà. Nhưng mà tôi sẽ không cho bạn biết câu trả lời. Con Nai, trả lời sai rồi. Con Nai sợ con sư tử và chắc chắn là con Nai không đến rồi. Đó không phải là câu trả lời đúng. Cô biết, cô nói đi nào. Hươu cao cổ, tại sao? Bởi vì hươu cao cổ đã được đặt vào tủ lạnh. Đây là gian lận mà, cái này không đúng. Chuyện này có gian lận rồi. Không phải gian lận đâu, đây là câu đố với công đầu. Tôi muốn chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc lúc này của hai người. Ngồi gần hơn nào. Gần hơn nữa chào. Tôi sẽ đăng tải hình ảnh này lên Facebook. Và tôi sẽ chú thích bên dưới: bác sĩ Anh Ma đưa sai, đạt điểm không trong cuộc thi đấu vui. Chờ một chút nhé. Và nhất diễn viên đưa sai là một người rất thông minh. Cô thấy không? Dân, tôi đã từng nhìn thấy anh ta trong bệnh viện. Được rồi, Ratana, tôi sẽ nói chuyện với bạn sau. Cô tiếp tục tham gia bữa tiệc đi, tạm biệt nhé. Cô cũng chăm sóc bản thân mình. Tạm biệt.